Nano Fucodan chứa thành phần chính là tinh chất Fucodan hàm lượng cao nhất thế giới, được chiết xuất từ tảo nâu Mozuku, Nhật Bản. Điểm nổi trội của sản phẩm là công nghệ bảo chế đặc biệt dưới dạng phân tử nano siêu vi, làm tăng khả năng hấp thu gấp 3 đến 5 lần so với Fucodan thông thường, từ đó mang lại hiệu quả tối ưu trong việc ngăn ngừa sự hình thành tế bào ung thư, hoạt hóa quá trình tự chết ở tế bào ung thư, ức chế sự nhân lên khiến tế bào ung thư không phát triển lan rộng hay di căn, tăng cường miễn dịch, chống lại bệnh tật, suy kiệt cho bệnh nhân ung thư. Đối với bệnh nhân ung thư ở giai đoạn nặng, thì Nano Fucodan chính là sự lựa chọn thông minh bởi sản phẩm dễ dàng hấp thu và mang lại hiệu quả hỗ trợ điều trị nhanh chóng. Hỗ trợ điều trị ung thư tích cực, hãy dùng Nano Fucodan.